Theo báo chí Anh, nỗ lực chiêu mộ Erling Haaland của Chelsea đang gặp khó khăn cho dù họ đã chuẩn bị sẵn hầu bao cho thương vụ bóng tấn này. Theo đó, bài phỏng vấn với truyền thông nội bộ mới đây, ngôi sao người Na Uy đã úp mở về mong muốn được thi đấu cùng người đồng đội mới Doyen Malen, người vừa được Dortmund chiêu mộ về từ PSV Eindhoven để thay thế cho Jadon Sancho đã đến Man United.